tối ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành các quy định hướng dẫn mới về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 30 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới, thành phố cho phép một số lĩnh vực được mở cửa trở lại với những quy định cụ thể kèm theo, cắt tóc, hội họp, hoạt động tín ngưỡng, tập thể dục, thể thao, tắm biển, các khách sạn, cơ sở lưu trú được đón khách. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn quyết định tiếp tục tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, giạc phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử, lễ hội văn hóa, thể thao, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, giải đấu thể thao, khu phố đi bộ, chợ đêm, phòng tập gym… Yoga, tập thể thao trong nhà, ngoài trời, có tiếp xúc trực tiếp tại các sân tập, nhà thi đấu dịch vụ, hoạt động bơi lội tại các hồ bơi dịch vụ trong nhà, ngoài trời, hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đào tạo, hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh vẫn bị cấm.